Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên màn hình cho thầy này. Ở đây vừa nãy là thầy đang gọi Minh Trí đúng không nhỉ? Minh Trí xử lý cho thầy nào. Câu A con, câu A thì con sẽ làm thế nào đây? Đầu tiên là theo Ừ. bài thì nó sẽ gộp là 217. À, chúng ta thấy là âm 17 cộng với 217 thì nó sẽ tạo ra được số tròn trăm, đúng không? Và cụ thể ở đây nó sẽ nhẩm nhanh là bằng 200 luôn. À, còn âm 34 cộng với âm 66 chúng ta sẽ nhóm thành một một nhóm, đúng không? Chúng ta sẽ nhóm thành một nhóm các bạn nhé. Vậy thì ở đây, nào, đầu tiên chúng ta sẽ có là âm 17 cộng với 217, đúng không? Cộng tiếp với gì ạ? Là âm 34 cộng với âm 66, đúng chưa? Và đến đây, hai số đầu tiên cộng với nhau thì nó sẽ có được kết quả là bằng 200. Cộng với hai số đằng sau này có kết quả là bằng âm âm 100, đúng không? Có kết quả là bằng âm 100. Vậy thì khi mà chúng ta cộng hai số này với nhau thì có kết quả là bằng bằng 100 chứ. 200 trừ đi 100 là còn 100 các bạn nhé. Được không? Rồi, bây giờ tiếp nào, đến với câu B của chúng ta. Câu B thầy mời Minh Tú nào. Các bạn ở trên live stream thì chúng ta cố gắng là chúng ta comment cho thầy nhá. Xem là kết quả chúng ta ra được bao nhiêu. Được chưa nhỉ? Nào Minh Tú nào, câu B. Nó sẽ bằng gì? Ở đây thì có nhân tung ra không? À đừng có nhân tung ra nhá. Ở đây chúng ta nên làm gì ạ? Ở đây chúng ta nên làm gì? Chúng ta nhóm 72 này là thừa số chung, đúng chưa? Vậy thì 72 nhân với bên trong chúng ta sẽ còn lại gì? Âm 49 cộng với âm âm 51, đúng chưa nhỉ? Âm 49 cộng với âm 51 nhá. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là 72 nhân với âm 49 cộng với âm 51 là âm bao nhiêu? Âm 100. Đó, đến lúc này thì có bạn nào mà chưa nhẩm được phần này không? Chắc là nhẩm được hết rồi, đúng không nhỉ? Đến đây thì 72 nhân với âm 100 thì sẽ bằng là âm bao nhiêu? Âm 7200. Đó. Ok chưa? Thì đây là hai câu A và B của chúng ta các bạn nhé. Hai câu A B thì khá là đơn giản rồi, đúng không? Chúng ta sẽ chữa nhanh một chút. Chúng ta sẽ chữa nhanh một chút, chúng ta còn hai câu C và D nữa. Quang Nhật nào, Quang Nhật đang giơ tay rất là chuẩn chỉ rồi. Quang Nhật con. Ở đây thì có nên trừ luôn ở trong hoặc này không? À không nên, đúng không? Bởi vì sao lại không nên nhỉ? Bởi vì chúng ta thấy là 157 bên này cũng có là âm 157 chưa? Vậy thì bước đầu tiên chúng ta nghĩ đến ở đây đó chính là phá ngoặc trước. À, cái ngoặc đầu tiên của chúng ta thì trước dấu ngoặc là dấu gì ạ? Dấu cộng thì chúng ta giữ nguyên các số hạng trong ngoặc. Vậy thì là 309 trừ đi 157. Trước dấu ngoặc là dấu trừ, khi mà phá ngoặc chúng ta phải đổi dấu của tất cả các số hạng trong ngoặc. Đúng rồi. Vậy thì 89 khi mà phá ngoặc ra nó phải bằng âm 89. Và bao nhiêu nữa đây con? Cộng với 157, đúng không? Bây giờ thì ghép nhóm lại với nhau, chúng ta có là 309 trừ đi 89, đúng không? Và trừ đi 157 cộng với 157, đây là một nhóm. Nhóm đằng sau là hai số đối nhau, thì hai số đối nhau sẽ có tổng là bằng bao nhiêu ạ? Hai số đối nhau của chúng ta sẽ có tổng bằng 0 các bạn nhé. Vậy thì 309 trừ đi 89 thì có kết quả là bằng bao nhiêu, có nhầm được không? 220, đúng không? Và cộng với 0 thì đằng sau là hết rồi. Nhá. Đó, trên live stream các bạn làm rất là nhanh. Đúng không? Được chưa, lớp mình? Rồi. Tính trong ngoặc vẫn được mà thầy. Đúng rồi, tính trong ngoặc không sai các bạn nhé. Thầy nói luôn là một số bạn đang hỏi thầy là tính trong ngoặc này cũng được mà thầy. Tính trong ngoặc không sai, nhưng mà vấn đề là khi mà các bạn tính ra thì số nó sẽ xấu, đúng không? Số nó xấu thì các bạn làm tính toán nó sẽ khó khăn hơn nhá. Và nếu mà các bạn tách ra chúng ta nhóm lại thì sẽ được những cái số nó đẹp hơn, để chúng ta có thể nhầm được. Bây giờ đến với câu D nào. Câu D thầy mời Kiều Anh nào. Thử thầy câu D con. Câu D nó sẽ bằng gì? 18. Câu D của chúng ta thì nó sẽ bằng là 2 x 9, đúng không? Cứ làm từ từ nhá. 2 x 9 trừ đi 2 này, nhân với bên trong này là 2 trừ đi trừ 5 chính là gì ạ? Chính là 2 cộng 5 tất cả bình phương. Đúng chưa? 2 cộng 5 tất cả bình phương. Vậy thì đến đây nó sẽ bằng là 2 x 9 là bằng bao nhiêu? 18, đúng không? Trừ đi chúng ta có nên nhân luôn không nhỉ? Để xem nhá. Bên này thì thì nghĩa là chúng ta không nên nhân luôn đâu. Bởi vì sao các bạn biết không? Thực ra là nhân luôn cũng được thôi nhá. Nhân luôn cũng được thôi, nhưng mà chúng ta thấy này,
Ở bên này có 2 nhân 9, bên này có 2 nhân với một số gì đấy. Nên là chúng ta thử kiểm tra xem số này là gì đã. Đúng không? Thì khi đấy các bạn tính nó dễ hơn không? Nhá. Thế thì đến đây là 2 nhân 9, thầy vẫn giữ nguyên này. Trừ đi 2 nhân mấy đã? 7 bình phương là bằng bao nhiêu? 7 bình phương là 49, đúng không? Thế thì 2 chúng ta có thể rút ra là thừa số chung, bên trong còn lại là 9 trừ đi 49. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là 2 nhân bao nhiêu ạ? 2 nhân âm 40. Kết quả chúng ta thu được là âm 80. Đúng không? Âm 80 các bạn nhé. Đó thì đây là xong bài đầu tiên, bài số 1 của chúng ta. Được không nhỉ? Nào Vĩnh Nguyên cho thầy câu đầu tiên. Nguyên đâu nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ thấy là 3x trừ đi 1 bằng âm 7. Chúng ta sẽ chuyển âm 1 sang vế bên này. Thì chuyển vế thì phải làm gì con nhỉ? Đổi dấu. Chuyển vế thì phải đổi dấu. Vậy thì nó sẽ bằng là âm 7 cộng mấy? 7 cộng 1. Vậy thì 3x sẽ bằng là âm 7 cộng 1 là bao nhiêu? Âm 7 cộng 1 là âm 6. X sẽ bằng âm 6 chia cho 3. Vậy thì x sẽ bằng bao nhiêu ạ? Âm 2. Đúng không? Đến đây các bạn tự kết luận được không? Đó, nếu ở trường các bạn yêu cầu kết luận thì các bạn nhớ kết luận vào nhá. À, đến câu này thì sao ạ? Tiếp tục nào. Thầy mời một bạn khác. Thầy mời Trung Quân nào. Trung Quân, đến đây thì chúng ta xử lý cái gì trước nhỉ? Chắc chắn là xử lý bên phải này trước rồi, đúng không? Chúng ta có là âm 23 trừ đi 3 nhân với ạ x trừ đi 5 bằng bao nhiêu con? Bằng 10 đúng không? Âm 5 nhân với âm 2 thì bằng 10. Và đến đây thì các bạn thấy là 3 nhân với x trừ 5 nó sẽ đóng vai trò gì ở trong cái biểu thức này đây? Ở trong phép tính này nó đóng vai trò là số trừ. Vậy thì muốn tìm số trừ ta sẽ lấy số bị trừ trừ đi hiệu, tức là lời âm 23 trừ đi 10, đúng không? Âm 23 trừ đi 10. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có là 3 nhân với x trừ 5 bằng âm 23 trừ 10 là âm bao nhiêu? 33. Âm 33, đúng rồi, âm 33. Nào, x trừ 5 lúc này nó sẽ bằng là âm 33 chia cho 3 và bằng âm bao nhiêu? Âm 11, đúng không? Âm 33 chia cho 3 thì nó sẽ bằng âm 11 các bạn nhé. Vậy thì đến đây x trừ 5 bằng âm 11 thì x sẽ bằng âm 11 cộng với 5. Và x chúng ta sẽ có được kết quả là bằng âm 6, đúng không? Đó. Đến thời điểm này thì các bạn tính toán phần phép số, phần liên quan đến số nguyên đã thành thạo chưa? Thành thạo rồi, đúng không? Nào bây giờ thì sang đến câu C nhá. Sao? Thành thạo rồi hả? Ừ, thành thạo là tốt rồi, đúng không? Ok. Tiếp nhá. Nào. Ở đây chúng ta sẽ làm gì? Ok, ở trên live stream của chúng ta thì bạn nào mà biết câu hỏi, giải đáp được câu hỏi của các bạn thì có thể giải đáp giúp thầy nhá. Tiếp theo nào, với câu trên bảng của chúng ta, thầy mời Lưu Như Nguyệt nào. Như Nguyệt, con có làm được câu này không? Đối với câu này của chúng ta thì thầy thấy là cũng có khoảng phải đến khoảng 30% các bạn không làm được. Đúng không? Câu này của chúng ta thì phải đến khoảng 30% các bạn không làm được. Và cái phương pháp để làm câu này là gì? Thì chúng ta chú ý lên bảng này. Đây là x trừ 4 nhân với 2x cộng 6 bằng 0. Chúng ta sẽ có dạng là A nhân B bằng 0. Hai số nhân với nhau bằng 0 khi nào các bạn? Khi nào thì hai số nhân với nhau bằng 0? Khi một trong hai số đó phải bằng 0 các bạn nhé. Đó, khi một trong hai số đó phải bằng 0. Vậy thì chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trừ 1 là A bằng 0 và trừ 2 là B bằng 0. Đúng rồi, câu này thì nó cũng dễ thôi. Nhưng mà một số bạn bị quên ấy, thì thầy sẽ nhắc lại để cho các bạn nhớ nhá. Thế thì trong bài này của chúng ta các bạn sẽ có được là x trừ 4 bằng bao nhiêu? Bằng 0. Và 2x cộng với 6. Đây là hoặc các bạn nhé. Hoặc 2x cộng 6 bằng 0. Đúng chưa? Đến đây thì làm thế nào tiếp nào? Đến đây chúng ta sẽ có tiếp là x trừ 4 bằng 0 thì x sẽ bằng mấy? X bằng 4, 2x trừ cộng 6 bằng 0 thì 2x sẽ bằng âm 6. Và chúng ta có được là x
bằng 4 hoặc là x bằng bao nhiêu ạ? Âm 6 chia 2 là âm 3. Đó, kết luận được không? Tự kết luận nhá. Nhớ là các bạn tự kết luận cho thầy. Ở đây chúng ta sẽ có là vậy x bằng 4 hoặc x bằng âm 3. Nhớ chưa? Đó, bây giờ đang sang đến câu D nào. Câu D chúng ta có các bạn chú ý lên bảng này. Đó là 5 nhân với x bình trừ 1 trừ đi 10 bằng 30. Câu này của chúng ta thì ai xung phong? Đại nào? Nguyễn Võ Đại nào? Rồi chúng ta sẽ chuyển âm 10 sang vế phải và nó sẽ bằng 5 này. X bình trừ 1 đúng không? Bằng 30 cộng với 10 là 40. Chúng ta sẽ có là x bình trừ 1 bằng bao nhiêu con? 40 chia cho 5. Thôi được rồi, thì ghi lại luôn nhá. 40 chia cho 5, vậy thì x bình trừ 1 sẽ bằng bao nhiêu ạ? Bằng 8, đúng không? X bình trừ 1 bằng 8. Vậy thì x bình bằng 8 cộng 1 là 9. Đến đây thì chúng ta sẽ có mấy trường hợp nhỉ các bạn nhỉ? Mấy trường hợp ở đây? Chúng ta sẽ có 2 trường hợp ở đây, đúng không? Khi mà các bạn đã tìm x là số nguyên rồi, thì chúng ta sẽ có là x nó sẽ bao gồm cả phần âm nữa các bạn nhé. Hiểu không? X nó sẽ bao gồm cả phần âm nữa. Thế thì đến đây chúng ta sẽ suy ra được nào. Các bạn thấy là x bình thì 9 nó chính là bằng mấy bình phương? 8 bình phương. 9 thì nó chính là bằng 3 bình phương hoặc là âm 3 bình phương, đúng không? Thế thì nó sẽ có 2 trường hợp ở đây. Trường 1 là x bằng 3 và trường 2 là x bằng âm 3. Nhá, đến đây tự kết luận được không? Đó. Rồi. 4 câu này của chúng ta, còn câu nào mà các bạn chưa hiểu các bạn hỏi thầy luôn nhá. Được không? Rồi, Bùi Như Quỳnh, thầy giảng câu C đi ạ. Nào, Như Quỳnh chưa hiểu câu C, bạn nào chưa hiểu chỗ nào thì hỏi thầy luôn nhá. Câu C ở đây thì chúng ta chú ý này. Chúng ta sẽ có dạng là hai số nhân với nhau bằng 0. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có là A nhân B bằng 0 đấy. Nhìn lên bảng ở đây nhá. Là A nhân B bằng 0. Hai số nhân với nhau bằng 0 khi nào? Khi một trong hai số đó phải bằng 0. Nhớ chưa? Đó, hai số nhân với nhau bằng 0 khi nào? Khi một trong hai số đó phải bằng 0. Vậy thì chúng ta sẽ có hai trường hợp, hoặc là A bằng 0 hoặc là B phải bằng 0. Và cụ thể ở đây thầy đang làm đó chính là trừ 1 là x trừ 4 bằng 0 và trừ 2 là 2x cộng 6 bằng 0 các bạn nhé. Đó, thì đấy là chính là cái câu C của chúng ta. Đúng không? Rồi. Câu B thì làm từng lần lượt từng chút một thôi mà. Câu B nó chưa có gì cả nhá. Đó. Các bạn nhìn lại lên bảng một lượt, sau đó thầy sẽ xóa bảng và chúng ta sẽ sang câu tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 của chúng ta là một câu có lời văn các bạn nhé. Câu số 3 của chúng ta là một bài toán có lời văn. Giảng lại câu C đúng không? Ok, Kiều Anh nào, Kiều Anh bật mic lên cho thầy. Câu C của chúng ta nhé. Thì các bạn chú ý ở đây là x trừ 4 nhân với 2 cộng 6 thì nó có phải là dạng là A nhân với B bằng 0 không con? Ừ, khi nào thì A nhân với B bằng 0? Câu này chưa gặp bao giờ à? Chưa luôn hả? Thế thì bây giờ nhìn vào cho thầy nhá. A nhân B bằng 0 khi nào? Khi một trong hai số đó phải bằng 0. Hiểu không nhỉ? Có biết dấu này là dấu gì không? Biết dấu này là dấu gì không? À, dấu hoặc đúng không? Rồi, nếu như mà bạn nào mà còn chưa hiểu thì chắc là thầy sẽ nói lại cách này thì chắc là kiểu gì 100% các bạn cũng sẽ hiểu này. Rồi, thầy xóa câu C đi. Thầy sẽ làm cho các bạn theo cách số 2 nhá. Cách số 2 của chúng ta là chúng ta sẽ chia thành hai trường hợp luôn. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ có trường hợp 1. Trường 1 là gì nào con? Trường 1 là A phải bằng 0. Đúng chưa? Tức là x trừ 4 bằng bao nhiêu ạ? X trừ 4 bằng 0. X trừ 4 bằng 0 thì x bằng mấy? X bằng 4. Đúng không? Đấy là trường hợp số 1. Thế còn trường hợp 2 thì sao? Trường hợp 2 là 2x cộng 6 phải bằng 0. Tức là 2x bằng âm mấy ạ? Âm 6, đúng không? 2x bằng âm 6 thì x bằng âm 6 chia 2 là âm 3 nhá. Đến đây có tự kết luận được không? Vậy x bằng 4 hoặc là x bằng âm 3. Đúng chưa? Có hiểu không? Rồi. Ok nhá. Câu D á? Câu D chưa hiểu hả? Chắc là câu D còn chỗ này chưa hiểu thôi gì? Đúng không? Câu D nếu mà chưa hiểu chắc có mỗi chỗ đấy là chưa hiểu thôi. Nào, thế thì lại giảng lại câu D nhé. Cứ không hiểu chỗ nào thì hỏi thầy. X bình bằng 9 đúng không các bạn? Các bạn nhiều chú ý nhìn thầy này. X bình bằng 9 chúng ta sẽ có hai trường hợp ở đây. Trường 1 thầy sẽ ghi rõ ràng ra luôn. Đó là x bình
nó có phải là bằng 3 bình phương không ở lớp? Đúng không? 9 chính là 3 bình. Trường 2 là x bình chính là bằng âm 3 tất cả bình phương. Nhá, đó, nó còn một trường hợp nữa là âm 3 tất cả bình. Vậy thì đến đây sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp 1 là x bằng 3 hoặc là x bằng âm 3. Nhá. Được chưa lớp mình? Thôi nhá, bây giờ chúng ta sẽ sang đến câu số 3. Câu số 3 của chúng ta là một câu có lời văn. Đối với bài này của chúng ta thì các bạn chú ý nhé. Riêng đối với những cái bài toán có lời văn của chúng ta thì điều quan trọng nhất đó là phần đọc hiểu các bạn ạ. Và ở đối với chương trình lớp 6 của chúng ta thì những cái bài tập kiểu dạng như thế này thì thông thường nó sẽ áp dụng cho kiến thức đó là về ước chung lớn nhất hoặc là về bội chung nhỏ nhất các bạn nhé. Thế thì về những cái phần đó thì chắc là các bạn đã quá quen rồi đúng không nhỉ? Lớp 6 thì khi mà các bạn học phần đấy thì học rất là nhiều về phần này luôn nhá. Thế thì bước đầu tiên của chúng ta để mà làm những bài này đó là chúng ta sẽ đặt gì? Đặt ẩn, đúng không? Hoàng Nam nào, chúng ta sẽ đặt cái gì? Đặt gì nhỉ? Gọi gì đây? Hay là giả sử cũng được, đúng không? Giả sử gì nhỉ? Số học sinh đi tham quan là? Giả sử số học sinh đi tham quan nhá. Đi tham quan là gì cơ nhỉ? Đặt là x đi, được không? Nhớ là khi mà chúng ta đặt ẩn xong, chúng ta sẽ có hai điều mà chúng ta cần phải đi kèm về nó. Đó là một đó là về đơn vị, đúng không? Hai là về điều kiện. Đơn vị của nó sẽ là gì? Là học sinh. Đúng chưa? X là học sinh. Ngoài ra chúng ta phải có thêm điều kiện của nó. Điều kiện là x là con người mà. Con người thì có được là 0,5 người hay là 1,5 người không? Không nhá. Vậy thì con người thì nó phải là số gì nhỉ? Số tự nhiên, đúng chưa? X nó phải là thuộc số tự nhiên khác không nhá. Nó thuộc số tự nhiên không. Ngoài ra thì nó còn có điều kiện gì nữa đây? Trong khoảng từ 1.000 đến 1.300 học sinh, vậy thì chúng ta sẽ có là 1.000 bé hơn x và bé hơn 1.300, đúng không? Đó, hỏi đi con. Ok rồi nhá. Đây, x chúng ta có đơn vị là học sinh rồi. Và nhớ có thêm điều kiện đằng sau nhá. Vậy thì bây giờ nào, sau khi mà chúng ta đã giả sử được như vậy rồi thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Theo đề bài ta có cái gì? Theo đề bài ta có. Nhớ là số học sinh thì khi xếp thành 40, 50 hay là 60 học sinh lên xe thì đều gì nhỉ? Đều vừa đủ và không thừa ra học sinh nào. Vậy thì số học sinh nó sẽ phải chia hết cho 40, 50 và 60, đúng không? Thế thì ta có cái gì đây con? Ta có là x chia hết cho 40, x chia hết cho 50 và x sẽ chia hết cho 60, đúng không? Khi mà x đã chia hết cho từng này rồi thì x nó sẽ là gì? Nào, x chia hết cho ba số này thì x nó sẽ là gì của ba số đấy? X thuộc tập hợp bội chung của 40, 50 và 60, đúng không? Đó, x sẽ thuộc tập hợp bội chung của những cái số này. Vậy thì nhớ cho thầy này, chúng ta sẽ có hai cách, đúng không nhỉ? Hai cách để chúng ta có thể tìm được tập hợp bội chung. Cách số 1 là chúng ta có thể liệt kê từng bội của từng số, đúng không? Liệt kê bội của từng số và sau đó các bạn lọc ra và tìm bội chung, đúng không? Đấy là cách số 1, nhưng mà có bao giờ các bạn làm cách đấy không? Không nhá. Đó, cách số 2 mà chúng ta có thể tìm được tập hợp bội chung của ba số này là gì? Là gì nhỉ? Chúng ta sẽ tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất. Nhớ chưa? Và chúng ta sẽ nhớ một cái lý thuyết này cho thầy này. Đó là bội chung nhá. Bội chung của A và B chính là bằng bội của bội chung nhỏ nhất giữa A và B. Kiến thức này các bạn đã học chưa? Nhớ nhá. Bội chung của A và B thì nó chính là bằng bội của bội chung nhỏ nhất giữa A và B. Được không? Học chưa? Học rồi nhá. Chỗ này học rồi. Thầy xóa bảng được chưa các bạn? Xóa cái chỗ này đi nhá. Cái này thầy đang nhắc lại thôi. Còn bây giờ thì cứ để đó.
Nào, bây giờ muốn tìm tập hợp bội muốn tìm bội chung nhỏ nhất của cái này thì chúng ta làm thế nào? Bước số 1 là gì? Bước số 1 là gì nhỉ? Phân tích các số ra thừa số nguyên tố, vậy thì 40 nó sẽ bằng bao nhiêu đây các bạn? 2 mũ 3 nhân 5, cái này thì chúng ta tự làm nhá. 50 thì bằng gì ạ? 50 thì bằng 2 nhân 5 mũ 2, còn 60 thì bằng 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5. Các bạn còn nhớ này không hay quên rồi? Có ai quên này không? Phải nhớ nhá. Đúng không? Đừng có mà quên. Rồi, vậy thì sau khi mà chúng ta đã làm được như vậy xong thì chúng ta suy ra được điều gì đây các con? Nào, chúng ta suy ra được một điều. Đó là bội chung nhỏ nhất của ba cái này là gì? Của 40, 50 và 60. Nào, đối với bội chung nhỏ nhất thì chúng ta sẽ lấy thừa số chung hay là thừa số chung và riêng đây? À, chúng ta sẽ lấy cả chung và riêng, đúng không? Lấy cả chung và riêng. Vậy thì nó sẽ bằng là bao nhiêu ạ? 2 x 3 x 5, cứ viết như vậy đã. 2 x 3 x 5. 2 mũ mấy là lớn nhất? 2 mũ 3 lớn nhất, đúng không? 2 mũ 3 lớn nhất, 3 mũ mấy lớn nhất? 3 mũ 1. 3 mũ 1 thôi. 5 mũ mấy lớn nhất ạ? 5 mũ 2. 5 mũ 2, đúng không? Nào, kết quả bằng bao nhiêu đây lớp mình? Tính thầy đi. Bao nhiêu? Bao nhiêu ở lớp mình? 6. Sao mấy? Sao nhiều bạn ra kết quả khác nhau thế? Ở lớp mình 600 à, đúng không? Phải 600 không? Đúng rồi, nó phải là 600 nhá. Đó, tính toán thật cẩn thận này. Cái này chúng ta sẽ có là 2 mũ 3 x 3 x 5 mũ 2. Kết quả chúng ta thu được là 600. Có được bội chung của cái này rồi, các bạn có tìm được bội chung nhỏ nhất của có được bội chung nhỏ nhất rồi. Chúng ta có suy được tập hợp bội chung không? Có, đúng không? Suy ra bội chung của nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? À, suy ra luôn nhá, đó là x thuộc cái gì? Thuộc bội chung của 40, 50 và 60. Và tập hợp bội chung này chính là bằng bội của gì? Bội của bao nhiêu ạ? Bội của 600. Đó, có hiểu không? Nó sẽ bằng bội của 600 nhá. Và bội của 600 chúng ta liệt kê một chút nào. Đó là 0, 600, 1000, 200, 1800. 1800 vượt quá chỗ này chưa? Vượt quá rồi, đúng không? Quá rồi thì chấm chấm thôi nhá, khỏi liệt kê nữa. Nào, đến đây thì mà sao nhỉ? Mà 1000 thì nhỏ hơn x, bé hơn 1300. Nếu đây suy ra x bằng bao nhiêu các bạn? X sẽ bằng một giá trị duy nhất là 1200 thôi, đúng không? X bằng 1200. Thỏa mãn điều kiện chưa? Đó, thỏa mãn điều kiện, chúng ta ghi thêm kết luận này cũng được nhá. Thỏa mãn điều kiện. Đến đây xong chưa? À, xong rồi. Vậy sao nhỉ? Vậy số học sinh đi tham quan là 1200 học sinh. Thì ghi tắt một chút nhá. Đó. Ok chưa? Bao nhiêu bạn hiểu bài này rồi? Các bạn comment cho thầy là đã hiểu nào. Minh Quân, giải thêm câu này, cực kỳ dễ rồi đúng không? Câu A thì chu vi, tính luôn nhá, chu vi sẽ bằng gì ạ? Tôi được rồi, nếu như mà trình bày theo hướng mà các bạn đi thi ý, thì chúng ta sẽ trình bày chi tiết luôn nhá. Chu vi lối đi là bao nhiêu ạ? Chính là bằng dài cộng với rộng nhân với mấy ạ? Nhân với 2. Kết quả chúng ta thu được là bao nhiêu? 14 x 2 là 20. 8 đơn vị là mét, đúng không? 28 mét. Thế còn diện tích lối đi là bao nhiêu con? Diện tích lối đi chính là bằng 12 x với 2, dài nhân rộng, đúng không? Bằng 24 mét vuông. Thế đấy là câu A, cực kỳ là đơn giản rồi
nhá. Bây giờ với câu B nào, người ta lát gạch kín lối đi và mỗi viên gạch hình vuông thì có cạnh là 40 cm. À, hỏi người ta phải lát bao nhiêu viên gạch và người ta có chú thích ở bên đây nhưng mà thầy không ghi lại nhá. Chú thích là biết cái phần vữa thừa ra thì không đáng kể. Được chưa nhỉ? Thế thì chúng ta chỉ cần tính cái gì thôi. Bây giờ muốn tính được số viên gạch thì chúng ta phải làm gì? Đầu tiên là phải tính được diện tích mà chúng ta cần phải lát là một này. Đúng không? Cái số 2 là diện tích của một viên. Nhá. Đó, diện tích của một viên. Vậy thì khi mà chúng ta đã tính được như vậy rồi thì chúng ta làm thế nào tính được số viên? Lấy diện tích của diện tích của cái phần cần lát, đúng không nhỉ? Chia cho diện tích của một viên gạch sẽ ra được số viên nhá. Thế thì bây giờ nào, phải tính thêm cái gì con? Một viên gạch. À, diện tích của một viên gạch đúng không? Diện tích một viên gạch sẽ là 40 nhân bao nhiêu? Nhân 40 chứ. Đúng không? Một cạnh nhân với chính nó mà. Vậy thì chúng ta sẽ có được là vòng bao nhiêu ạ? 1600 cm vuông. Và ở đây các bạn thấy là đang có diện tích là bao nhiêu đây? 24 mét vuông. Thế thì bây giờ con muốn đổi từ cm sang mét vuông hay là từ mét vuông sang cm vuông ạ? Từ cm sang mét vuông. À, thích đổi từ đây sang đúng không? Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 0,16 mét vuông. Đúng chưa? 0,16 mét vuông. Vậy thì cần số viên gạch là bao nhiêu ạ? 24 chia cho 0,16. Cần số viên gạch là bao nhiêu ạ? Chúng ta sẽ lấy diện tích là 24 đem chia cho diện tích của một viên đúng không? Là 0,16 và bằng bao nhiêu đây? 2,416. Ừ. Thế tính luôn đi. Bây giờ các bạn tính được hết rồi mà. Lớp 6 thì có gì đâu mà ngại chỗ này nhỉ? 24 đúng không? Chúng ta có thể là lấy 2,400 chia 16 cũng được. Bao nhiêu? 150 đúng không? Kết quả chúng ta thu được là 150 viên gạch. Nhá, kết luận này chưa? Rồi, tự kết luận cho thầy. Bài này có dễ không? Đó, thế mà nó chiếm tận 2 điểm đấy các bạn ạ. Ở đây chúng ta có bài toán là tìm số nguyên n, biết 2n cộng 3 chia hết cho 3n cộng 2. Bài này thì nó là rơi vào câu cuối trong đề thi của trường Marie Curie năm 2023-2024 là vừa mới thi xong đấy, đúng không? Vừa mới thi ở tuần trước xong và tuần này thì thầy chữa cho các bạn. Bài 5 thì người ta cho là học sinh chọn một trong hai ý, tức là các bạn có thể là chỉ cần làm một ý thôi nhá, là sẽ có được đủ 0,5 điểm. Nhưng mà trong buổi live ngày hôm nay thì thầy sẽ chữa cho các bạn cả hai ý, được không? Và hai ý này thì nó sẽ cùng áp dụng một kiến thức nhá. Nó áp dụng kiến thức như thế này này, các bạn chú ý lên bảng của thầy này. Nó sẽ liên quan đến kiến thức của dấu hiệu tính chất nhá, của tính chất chia hết của tổng và hiệu. Thầy lấy ví dụ như là A mà chia hết cho M, B chia hết cho M thì A chia A cộng B như nào các bạn? Hả lớp mình? A cộng B sẽ chia hết cho M, hoặc là A trừ B cũng chia hết cho M. Đúng không? Ngược lại cũng như thế. Hiểu không? Nhớ này không hay quên rồi? Hả? Phải nhớ nhá. Đó, và ngoài ra thì nó sẽ còn thêm một cái nữa mà các bạn cần phải nhớ. Đó là ví dụ như là A mà chia hết cho M nhưng B không chia hết cho M thì A cộng B sẽ như nào ạ? À, không chia hết cho M. Đây là điều số 2 mà chúng ta phải lưu ý. Nhớ. Điều số 3 vẫn phải lưu ý tiếp. Đó là ví dụ như là A chia hết cho M thì A nhân K có chia hết cho M không? Với K là thuộc số nguyên. Nào, có chia hết không các bạn? A chia hết cho M thì A nhân K có chia hết cho M không? Với K là một số nguyên. Có, đúng không? Điều này chúng ta cũng có. Nhớ. Vậy thì áp dụng những cái kiến thức này, chúng ta quay trở lại bài toán. Các bạn thấy là câu A chúng ta có là tìm số nguyên N, biết 2N cộng 3 chia hết cho 3N cộng 2. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì chúng ta nhìn lên bảng của thầy này. Ở đây chúng ta sẽ giải như sau. Câu A của chúng ta, nào, đầu tiên ta sẽ có điều gì đây các bạn? Đề bài người ta cho sẵn cái gì? Là 2N cộng 3 chia hết cho gì nhỉ?
À, chúng ta sẽ có là 2n cộng 3 chia hết cho 3n cộng 2. Bây giờ thì hỏi các bạn tiếp là bản thân của 3n cộng 2 có chia hết cho 3n cộng 2 không? Có, đúng không? Một số thì luôn sẽ chia cho chính nó mà. Vậy thì chúng ta sẽ, cũng sẽ có tiếp theo là 3n cộng 2 cũng sẽ phải chia hết cho 3n cộng 2. Điều này chúng ta có hiểu không? Nhá, một điều đầu tiên là đề bài người ta cho thôi. Thế bạn chưa xử lý cái gì cả, đây đều là đề bài người ta cho. Nhá, đều là đề bài người ta cho. Vậy thì bây giờ các bạn nhìn này, cái hướng làm của chúng ta là gì? Nào, cái hướng làm của chúng ta ở đây đó là chúng ta sẽ sử dụng tính chất chia hết của tổng hoặc là của hiệu để chúng ta làm cho cái vế bên trái này nó mất n đi. Nhá, nó mất n đi, tức là sau khi mà trừ đi ấy, thì nó sẽ mất n đi. Thì các bạn chú ý này, ở trên chúng ta đang có mấy n? Có mấy n? Có 2n. Ở dưới có mấy n ạ? Có 3n. À thế thì bây giờ thầy đang cần là trừ đi để nó triệt tiêu cho nó hết n đúng không? Thế tức là gì ạ? Tức là thầy đang cần phải cân bằng hệ số của n ở phần trên và phần dưới. Thế thì 2 và 3 bây giờ cân bằng kiểu gì? Ở trên này phải nhân với mấy? À nếu như ở trên thầy nhân với 3 đúng không? Thì có phải nó sẽ được 6n không? Còn ở dưới thì nhân 2 có phải là được 6n nữa không? À vậy thì bây giờ chúng ta thử nhá. Nhớ là bước tiếp theo chúng ta làm thế nào để chúng ta cân bằng cái n này, đúng không? Để cân bằng cái n này. Đến đây chúng ta suy ra được là 2n cộng 3 chia cho cái này rồi. Thì thầy hỏi các bạn là 3 nhân với 2n cộng 3 nó có chia cho 3n cộng 2 không? Có chia không? Đây này, nó áp dụng cái này này. Đó, nó chia không? Có chia hết, đúng không? Tương tự như ở dưới thầy sẽ nhân với 2 là 2 nhân với 3n cộng 2 có chia hết cho 3n cộng 2 không các bạn? Chia hết không? Có luôn, đúng không? Có luôn. Nào bây giờ nhân vào nào. Nhân vào thì ở trên sẽ là 6n cộng mấy ạ? Cộng 9 chia hết cho 3n cộng 2. Ở dưới là 6n cộng 4 chia hết cho 3n cộng 2. Bây giờ các bạn nhìn thấy đấy, thầy đã cân bằng được 6n chưa? Có hiểu không? Đó, các bước này của chúng ta là mục đích là chúng ta đang cân bằng cái n này. Và cân bằng để làm gì? Để chúng ta sử dụng tính chất chia hết của tổng hoặc hiệu. Và khi mà chúng ta trừ đi có phải là nó sẽ mất hết n không? Ơi? Rồi, để thầy sẽ tắt chat của các bạn đi. Trời ơi. Tiếp nhá, nhanh không có là hết giờ. Nào, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là khi mà thầy đã trừ đi như vậy là thầy sẽ mất n mà, đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ chúng ta đã có được hai cái này chia hết rồi thì có phải là thầy sẽ suy ra được một điều là 6n cộng 9 thầy trừ đi 6n cộng 4. Như này thì có chia hết cho 3n cộng 2 không các bạn? Có chia hết không? Có, đúng không? A chia hết cho M, B chia cho M thì A trừ đi B cũng sẽ chia cho M nhá. Vậy thì vế trái của chúng ta bây giờ nào, sau khi mà trừ đi các bạn thấy là 6N trừ đi 6N là hết chưa? Hết rồi. 9 trừ 4 là mấy ạ? Là 5. 5 sẽ chia hết cho 3N cộng 2. Đó, ý của chúng ta bây giờ đang cần cái này này. Đang cần cái này này. Nào, nếu như bây giờ 5 chia cho 3N cộng 2 thì 3N cộng 2 sẽ là gì của 5? Sẽ là gì của 5? 3n cộng 2 nó phải thuộc ước của 5. Mà ước của 5 thì bằng những giá trị nào? Cộng trừ 1 và cộng trừ 5. Nhớ là bài toán của chúng ta là tìm cả số nguyên mà, đúng không? Bây giờ lập bảng được chưa? Lập bảng được chưa? Ta có bảng giá trị. Ta có bảng giá trị. Bảng giá trị ở đây chúng ta sẽ có là 3n cộng 2 và giá trị là n, đúng không? 3n cộng 2 mang những giá trị nào? Là âm 5, âm 1, 1 và 5. Nhá. Đó, chúng ta sẽ có 4 giá trị ở đây đúng không? Đây này, 3n cộng 2 nó thuộc một trong 4 giá trị này. Thế thì bây giờ thầy đã có cái bảng là 3n cộng 2 nó sẽ tương với 4 giá trị đúng không? Nào bây giờ thử nhẩm nhá. 3n cộng 2 mà bằng âm 5 thì n bằng bao nhiêu? Nhẩm như thế nào? Nào, chúng ta sẽ lấy ví dụ là tìm x đi, đúng không? Có hiểu không? Tìm x này, chúng ta có là 3n cộng 2 bằng âm 5 thì n bằng bao nhiêu? Đó, kiểu như vậy, hiểu không? Thế thì 3n cộng 2 bằng âm 5 thì n, 3n sẽ bằng bao nhiêu ạ?
3n bằng âm 5 trừ đi 2 là âm 7. Thế thì n bằng âm 7 phần 3 mất rồi còn đâu. Đúng không? N bằng âm mấy ạ? Âm 7 phần 3. Cái này chắc chắn loại rồi, tí nữa chúng ta xử lý sau. Tiếp nào, 3n cộng 2 mà bằng âm 1 thì 3n sẽ bằng âm 3. Đúng không? 3n bằng âm 3 thì n bằng âm âm 1. Đúng chưa? 3n cộng 2 bằng 1 thì sao? Nào, 3n cộng 2 bằng 1 thì 3n sẽ bằng 1 trừ 2. 3n bằng âm 1, vậy thì n sẽ bằng âm 1 phần 3. 3n cộng 2 bằng 5 thì 3n sẽ bằng 5 trừ 2 là 3, vậy thì n bằng 1. Đến đây chúng ta chú ý là âm 7 phần 3 chúng ta có lấy không? Bởi vì n là số nguyên mà, đúng không? Không thỏa mãn nhá. Đây là thỏa mãn này, đây không thỏa mãn. Nó không phải số nguyên chúng ta không lấy nhá. Được chưa? Cái nào là số nguyên thì các bạn ghi là thỏa mãn, còn cái nào không là số nguyên thì chúng ta ghi là không thỏa mãn, đúng không? Đến đây kết luận được chưa các bạn? Hả lớp mình? Đến đây kết luận được không? Kết luận được, đúng không? Vậy sao nhỉ? Vậy vậy chúng ta sẽ có là n thuộc cái gì? N thuộc các giá trị ở đây là âm 1 và 1. Chúng ta có thể kết luận ngắn gọn như này cũng được nhá. Hiểu không? Bao nhiêu bạn hiểu câu này rồi? Các bạn comment cho thầy là đã hiểu nào. Đây là một câu có giá trị là 0,5 điểm nhá. Nên là thầy cũng không yêu cầu là 100% mà chúng ta phải hiểu, đúng không? Đó, càng nhiều bạn hiểu càng tốt. Câu B của chúng ta là chứng tỏ với số tự nhiên n nhá, đang chữa câu B. Chứng tỏ với mọi số tự nhiên n thì hai số sau là hai số nguyên tố cùng nhau. Đầu tiên chúng ta phải hiểu là hai số nguyên tố cùng nhau là gì? Nào, hai số nguyên tố cùng nhau là gì? Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất là một. Đó, đây là định nghĩa của hai số nguyên tố cùng nhau nhá. Chứ không phải là hai số nguyên tố thì nó mới là hai số nguyên tố cùng nhau đâu. Ví dụ như là thầy hỏi các bạn là số 4 và số 5 có là hai số nguyên tố cùng nhau không? Số 4 và số 5 có là hai số nguyên tố cùng nhau không? Có nhá. Số 4 và số 5 cũng là hai số nguyên tố cùng nhau. Được chưa nhỉ? Lưu ý cho thầy là số 4 và số 5 cũng là hai số nguyên tố cùng nhau nhá. Thế thì bây giờ xử lý bài này như thế nào ạ? Nào. Bài này thì chúng ta sẽ liên quan đến ước chung lớn nhất, đúng không? Đó. Thế thì đối với bài này chúng ta sẽ giải như sau này. Các bạn chú ý này. Vừa nãy thầy gọi bạn nào nhỉ? Bạn nào đang vừa nãy là đang giơ tay ấy nhỉ? Bách nào? Bách xử lý thầy. Đầu tiên con gọi cái gì đây? Gọi. Chúng ta muốn tìm xem là với mọi số tự nhiên n thì hai số này là hai số nguyên tố cùng nhau, đúng không? Tức là bài toán người ta yêu cầu như thế này này. Là chúng ta chứng minh cho ước chung lớn nhất của hai số này phải bằng mấy ạ? Phải bằng 1, đúng không? Chúng ta cần phải chứng minh cho ước chung lớn nhất của hai số này bằng 1 các bạn nhé. Đó, vậy thì gọi cái gì? Gọi ước chung lớn nhất của cái gì con? Gọi ước chung lớn nhất của 12n cộng 1 và 30n cộng 4. 30n cộng 4 là gì? Và 30n cộng 4 là x hay là d đi chẳng hạn, đúng không? Được không? Thì gọi là d nhá. D cho nó quen. Khi mà ước chung lớn nhất của hai này là d rồi thì hai cái này có chia cho d không? Có. Vậy thì chúng ta sẽ có là 12n cộng 1 chia hết cho d. Bởi vì d nó là ước chung mà. 30n cộng 4 cũng chia hết cho cũng chia cho d. Đến đây làm nào tiếp? Phải cân bằng n như vừa nãy chưa? Đúng không? Cân bằng n như vừa nãy. Thế thì con thấy là 12n với 30n thì cân bằng nó phải là cân bằng với bao nhiêu? 60, đúng không? Ở trên nhân với 5 và ở dưới nhân với 2 chưa con? Rồi, ở trên chúng ta nhân với 5, tức là chúng ta sẽ có là 5 nhân với 12n cộng 1 chia hết cho d. Ở dưới nhân với 2 là 2 nhân với 30n cộng 4 cũng chia hết cho d, đúng không? Nào, tiếp nào. Đến đây thì ở trên sao nhỉ? Là 60n cộng 5 chia hết cho d và 60n cộng với 8 chia hết cho d. Bài này chúng ta đang cần phải chứng minh cho d bằng mấy? Chứng minh cho d bằng 1 là xong,
đúng không? Chứng minh cho D bằng 1. Bây giờ thì nó đã cân bằng được n rồi, chúng ta lấy trừ đi được không nhỉ? Bây giờ thầy lấy dưới trừ trên được không các bạn? Được đúng không? Chúng ta sẽ lấy là 60n cộng 8 trừ đi 60n cộng 5 có chia cho D không? Cái này vẫn chia hết cho D, đúng không? Liên quan đến tính chất chia hết của hiệu nhá. Vậy thì 60 trừ 60 hết chưa? Hết rồi. 8 trừ 5 là mấy ạ? Là 3. 3 phải chia hết cho D. 3 chia cho D rồi thì D nó sẽ thuộc cái gì? D sẽ thuộc cái gì con? Nào. Ước của 3 đúng không? Ước của 3. Ước của 3 thì bằng 1 3. Cộng trừ 1 và cộng trừ 3, đúng chưa? Cộng trừ 1 và cộng trừ 3. Thế thì bây giờ làm nào nữa? Nào, 1 với 3 rồi thì sao? Bây giờ thì chúng ta đang cần chứng minh cho D bằng 1 mà. D bằng 1 hoặc là D bằng trừ 1 đều được nhá. Vậy thì bây giờ con xem là 3 này có thỏa mãn được không? Đúng không? Kiểm tra xem là 3, chúng ta có lấy được 3 không ấy. Bây giờ nhìn nhá. Các bạn thấy là 12 cộng 1 có bao giờ chia cho 3 không? Có chia cho 3 được không? À, ta có một điều là 12n thì chia cho 3, nhưng mà 1 thì lại không chia cho 3. Từ đây chúng ta suy ra được là 12n cộng 1 chắc chắn nó sẽ không chia cho mấy nhỉ? Không chia cho 3. Đúng không? Điều này là điều số 1, đây là điều số 2. Từ 1 và 2 các bạn suy ra điều gì? Chúng ta suy ra luôn đó là gì ạ? Đó là D của chúng ta thì chỉ có thể bằng 1 hoặc là bằng 3, nhưng mà nó không thể nào bằng 3 được, vậy thì nó chỉ có thể bằng mấy thôi? D bằng cộng trừ 1. D bằng cộng trừ 1 thì vậy xong chưa? Là vậy. Vậy gì nhỉ? Vậy ước chung là suy ra trước đã. Nhá, suy ra trước đã. Suy ra ước chung lớn nhất của hai số này bằng bao nhiêu ạ? D bằng cộng trừ 1 đúng không? Nhưng mà lớn nhất thì chúng ta chỉ lấy gì thôi? Lấy 1 hay lấy âm 1? Lấy mấy? Lấy 1 thôi, đúng không? Lấy 1 thôi, nhá. Suy D bằng 1 luôn, được chưa nhỉ? Suy thẳng ra D bằng 1 luôn, bởi vì D nó phải là lớn nhất mà. Chúng ta sẽ không lấy cái số bé hơn, đúng không? Vậy thì suy ra là ước chung lớn nhất của 12N cộng 1 và 30N cộng 4 sẽ chia cho bằng mấy nhỉ? Bằng 1, đúng không? Vậy thì đây có phải hai số nguyên tố cùng nhau không? Vậy từ kết luận nhá. Thôi được rồi, từ kết luận luôn cho nhanh xong rồi chúng ta ọp nhá. Vậy với mọi số tự nhiên n, với mọi số tự nhiên n thì 12n cộng 1 và 30n cộng 4 là hai số nguyên tố cùng nhau. Đúng không? Số nguyên tố cùng nhau. Đó. Ok chưa? Vậy thì đây là chúng ta đã hoàn thành xong nhá bài làm của chúng ta. Hiểu không lớp mình? Đó, bạn nào mà còn chưa hiểu đến mai ngồi xem lại video nhá. Bây giờ thầy đang phải có một ca khác, đó là ca của lớp 7. Và bây giờ chắc là thầy sẽ phải off của lớp 6 đi và sang cái lớp 7 nhá. Rồi, vậy thì buổi nay chúng ta sẽ nhìn lại bảng cho thầy này. Và bạn nào mà chưa chép xong thì chúng ta cắt lại màn hình nhá. Được không? Buổi nay các bạn hiểu không? Rồi, vậy thì buổi hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây và các bạn ở trong buổi học tuần sau, của hôm sau là vào thứ 6 các bạn nhé. Chúng ta sẽ luyện thêm một đề nữa. Bây giờ thì lớp 6 chúng ta nghỉ đi, thầy sẽ sang lớp 7 nhé. Bye bye.